Thưa quý vị và các bạn, xe đạp là một phương tiện giao thông rất thân thiện với môi trường, lại tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên thì việc đạp xe lên những đoạn đường dốc sẽ khiến cho nhiều người cảm thấy mệt mỏi và rất ngại sử dụng loại phương tiện giao thông này. Tại Na Uy, những người thích đi xe đạp ở thành phố Trondheim đã thật sự phấn khởi sau khi một hệ thống thang máy đặc biệt có tên là Cyclo Couple được lắp đặt dọc theo con đường dốc tại đây. Cyclo Couple là hệ thống thang máy dành cho xe đạp đầu tiên trên thế giới, hỗ trợ người sử dụng xe đạp vượt lên những con dốc một cách dễ dàng và nhanh chóng. Thiết bị này do ông Jarle Warnick, một người yêu thích đi xe đạp ở Na Uy, sáng chế ra vào năm 1993 và mới được nâng cấp với nhiều tính năng hiện đại hơn trong gần một năm nay. Ý tưởng đến với tôi xuất phát từ việc thành phố có quá nhiều con dốc. Tôi tốn quá nhiều sức nếu muốn đạp một vòng quanh thành phố. Sau bao nhiêu năm thai nghén, giờ đứa con tinh thần của tôi đã ra đời. Để lên dốc trên con đường dài 130m này, người đi xe đạp chỉ cần đặt một chân vào bệ đẩy ở đầu thang máy, sau đó là ấn nút khởi động. Thang sẽ đẩy người sử dụng đi lên với vận tốc 5 km/h và có thể đẩy 5 người nối tiếp theo lên dốc cùng lúc. Nhằm tạo sự tiện lợi tối đa cho người đi xe đạp, nhà sáng chế Jarle Warnick còn thiết kế thêm một số trạm dừng, nơi người sử dụng có thể nghỉ chân hoặc cần rẽ sang những con đường khác. Ngoài ra, loại thang này cũng hỗ trợ những người đi xe scooter hoặc xe đôi. Nhờ có thiết kế mới này, với những tính năng thiết thực, hiện hệ thống thang máy Cyclo Couple không những được người dân thành phố Trondheim yêu thích sử dụng, mà thu hút không ít du khách hiếu kỳ tới trải nghiệm.